Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hưởng ứng Tết trồng cây bằng việc trồng hơn 3.000 cây giống lim xanh và thông tại cả khu vực khoanh vùng bảo vệ các lăng Gia Long, Thiệu Trì và Đồng Khánh. Qua đợt phát động Tết trồng cây lần này sẽ góp phần phủ xanh diện tích đất trống, tăng độ che phủ, bảo vệ cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, hạn chế các tác động từ môi trường bên ngoài đến khu di sản, góp phần xanh hóa không gian di sản. Bên cạnh đó, việc trồng cây gỗ quý bản địa không chỉ với mục đích tôn tạo cảnh quan, bảo vệ khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích mà còn mang ý nghĩa sâu xa là tạo nguồn gỗ quý về lâu dài phục vụ cho công tác bảo tồn trùng tu di tích.